cánh làm gông, nên gọi là nhân duyên. Làm đôi tượng tác động, nên gọi là cánh duyên. Trở bằng thế chú lực, do vậy gọi chương duyên. Dâm bằng cánh liên tục, hay là vô gian duyên. Cùng hiện hữu xung tác, được gọi câu sinh duyên. Vì liên đới mà dâm, chính là hô tương duyên. Chỗ nương cho pháp khác, nên gọi ý chí duyên. Thường gần nên anh hương, gọi thường thân y duyên. Chờ bằng cánh sanh trước, chính là tiền sinh duyên. Sanh sao lại chi phối, ấy là hậu sinh duyên. Chờ bằng cánh thuần thục, gọi là tâm hành duyên. Do chú tâm tạo tác, đó chính là nghiệp duyên. Chờ bằng cánh thành tựu, đó gọi là hoa duyên. Chờ bằng cánh bồi dương, đó gọi là thân duyên. Chờ bằng cánh chú trì, đó gọi là quyền duyên. Chờ bằng cánh thiêu đốt, được gọi là thiền duyên. Chờ bằng thế dân xuất, nên gọi là đạo duyên. Chờ bằng cánh thuận hợp, nên gọi tương ưng duyên. Chờ bằng cánh bất động, là bất tương ưng duyên. Chờ bằng cánh có mặt, gọi là hiện hữu duyên. Chờ bằng cánh vắng mặt, chính là vô hữu duyên. Chờ bằng cánh tách biệt, được gọi là ly duyên. Chờ bằng cánh không rời, được gọi bất ly duyên. Ai thấy được vạn pháp, vốn có riêng tự tánh, không biên kiên chấp thu, hăng truy vượt ưng hồi, nguyện chánh pháp thâm sâu, được quang viên tinh tường, nguyện muôn loài lời lạc, thoát trầm luân khổ hai, vượt sinh tư luân hồi, đến niết bàn cực lạc. Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại xung sanh luôn đến chư thiên ma vương và phàm thiên ca thay. Pháp nào có tên gọi là khổ não, là pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại xung sanh luôn đến chư thiên ma vương và phàm thiên ca thay. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại xung sanh luôn đến chư thiên ma vương và phàm thiên ca thay. Thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu, khi tâm thân lìa bỏ rồi thì nằm đê trên mặt đất như đông cho tàn,
tìm sự lợi ích cũng chẳng có. Tôi thọ chân lừa hoàn tâm thức, khi lìa bỏ thân này trong giờ nào rồi, thân này không nên hoàng đế trong nhà. Người đời họ đem liền bó nằm trên mặt đất trong giờ ấy, như đông cho tàn, tìm sự lợi ích cũng chẳng có. Tất cả chúng sanh chi sẵn dành để chịu chết đều nhau cả, vì sanh mạng của tất cả chúng sanh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sanh đều phải chịu qua phước cùng qua tội, vừa theo cái nghiệp của mình đã tạo rồi, đi thọ sanh trong kiếp sau. Chúng sanh nào làm việc dữ phải chịu khổ trong cõi địa ngục, chúng sanh nào làm việc lành được thọ vui trong cõi thiên đàng. Cho nên người đời cần phải hối hả làm việc phương đức, mà các bậc trí tuệ hằng thân thiết cho rằng làm của để dành dinh theo trong đời vị lai. Vì các việc phương đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh trong ngày vị lai. Các pháp hữu vi thần không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịnh diệt, riêng cả pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Các pháp hữu vi thần không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịnh diệt, nhưng cả pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Các pháp hữu vi thần không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịnh diệt, nhưng cả pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Thế khuyên ai phải gâm, danh mà chi lợi lắm mà chi, ba công danh bọt nước có ra gì, mùi phú quý như vần mây tan nghiệp, sang cho mây cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hương một đời, lệ tư sanh đều đăng kiếp người. Thần tư đại lấy đâu làm chăng, kìa sanh tư thay liền trương măng. Năm cô phần đa thì thiếu niên nhân, tâm thân này vốn thật gia thân, nay còn đó ngày mai chưa chăng được. Phần nói bệnh nói già khuân trượt, sống trên đời sống được bao lâu, mới đầu sanh nay đã bạc đầu, rồi lại đến hoàng khâu một năm. Ôi tam thông khi tại thiên ban dùng, nhân đang vô thường vàng sư hữu, muôn việc đều mượn mây tân hơi, hơi vừa dưng việc đời thôi cũng dứt. Nào của tai vợ con tài vật, nhắm măng rồi còn lại tay không, sinh gia không hề tư gia không, đời vần chân hết mong tồn tại, rồi cứ thế luân hồi mãi mãi, nối trôi theo bê khô trầm luân, ngang ngâm tại hai chữ vô thường. Khuyên nhân thế tìm đường gia
Nếu chi quyền thanh cao mong đạt, từng nói theo giáo pháp thinh ca, mới mong ra khỏi chốn xa bà, về nhà canh vui miệng kinh lạc.